Thưa quý vị, sáng 29 tháng 9 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 năm 2024. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương chủ trì phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các bộ ban ngành liên quan tổ chức. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội trẻ em giả định đã nêu lên những mong muốn, nguyện vọng của các cử tri trẻ em tại địa phương với hai vấn đề: phòng chống bạo lực học đường và phòng chống tác hại của thuốc lá chất kích thích nhất là trong môi trường học đường, làm rõ các vấn đề được cử tri trẻ em cả nước quan tâm. Đây là diễn đàn để trẻ em thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của mình, đồng thời tập dượt sinh hoạt chính trị nhằm hun đúc ước mơ, xây hoài bão lớn cho thiếu nhi, chủ nhân tương lai của đất nước, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội và toàn xã hội đối với trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Sau gần 4 tháng xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 6 huyện thành phố của tỉnh Hà Giang, đến nay cơ bản đã khống chế nhiều ổ dịch tại các địa phương. Tri cục thú y hiện đang bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương để ngăn chặn, phòng ngừa và không để dịch bùng phát trở lại. Theo Tri cục trưởng, Tri cục chăn nuôi và thú y, hiện có 3 huyện, thành phố, tỉnh Hà Giang đã công bố hết dịch trên địa bàn. Mặc dù dịch đã cơ bản khống chế tại nhiều địa phương trong tỉnh, nhưng nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn rất cao, nên các địa phương cần giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở, kịp thời phát hiện và tiêu hủy lợn bệnh đúng quy định, tăng cường kiểm tra việc tái đàn, tăng đàn tại các cơ sở chăn nuôi đảm bảo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, kịp thời phát hiện các hộ nhập đàn không khai báo. Sau thời gian chuẩn bị, sáng 29 tháng 9, Lữ đoàn Công binh 249 Bộ Tư lệnh Công binh đã bắt đầu tổ chức bắc và thông nối cầu phao giúp nối hai bên bờ sông thuộc địa phận huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Sau khi hoàn thiện mặt cầu sẽ tiến hành chạy thử tải, kiểm tra độ an toàn. Dự kiến ngày 30 tháng 9 sẽ cho lưu thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân sau 20 ngày cầu Phong Châu gặp sự cố nơi lắp đặt cầu phao cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 400m về phía hạ lưu sông Hồng. Những ngày vừa qua, nước sông Hồng đã rút, lưu tốc dòng chảy đã cho phép nên các phương tiện thực hiện giáp nối cầu không gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Lữ đoàn Công binh 249 đã tiến hành các giải pháp gia cố về mặt kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bộ Tài chính cho biết dự kiến hết quý 3, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của cả nước được gần 320.567 tỷ đồng, đạt 47,29% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, đối với 9 dự án giao thông trọng điểm quốc gia đang có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của cả nước để đạt được mục tiêu của chính phủ đặt ra là giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn giao, Bộ Tài chính đang đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hàng năm tại đơn vị và địa phương mình quản lý. Theo báo cáo của Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam có khoảng 3.400 hecta diện tích trồng ca cao vào năm 2022 với sản lượng gần 5.300 tấn. Dù diện tích này còn khiêm tốn so với nhiều quốc gia khác, tiềm năng của ngành ca cao Việt Nam vẫn rất lớn. Tại Việt Nam, mức thu mua ca cao từ nông dân đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Người trồng tại các tỉnh như Bến Tre và Đắk Lắk hiện đang bán ca cao khô với giá dao động từ 150 đến 160.000 đồng trên 1 kg, thậm chí có thời điểm lên đến 210.000 đồng trên 1 kg. Trong bối cảnh này, với chất lượng ca cao độc đáo, Việt Nam có cơ hội trở thành nguồn cung ca cao quan trọng trên thị trường toàn cầu. Thông tin từ vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay đã có khoảng 38 triệu tài khoản ngân hàng đã được thu thập dữ liệu xin chắc học theo quyết định 2345 về triển khai các giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Cùng với sự gia tăng của thanh toán không dùng tiền mặt, thì giao dịch trong hệ thống ngân hàng khi thực hiện xin chắc học vẫn đảm bảo ổn định, không có sụt giảm. Đặc biệt, hình thức lừa đảo qua tài khoản ngân hàng giảm mạnh, đồng thời đã giảm được số vụ việc gian lận. Theo số liệu tháng 8 năm 2024, số vụ việc gian lận được ghi nhận chỉ còn 700 vụ việc, giảm 50% so với trung bình của 7 tháng đầu năm. Thưa quý vị, trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có hơn 40 trang trại và nhiều hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng. Toàn tỉnh có hơn 329.000 con da cầm, trên 820 con lợn bị chết do lũ cuốn. Thời điểm cuối năm, dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tăng từ 30 đến 40% so với ngày thường. Vì vậy, Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu chủ động phòng chống dịch bệnh, khôi phục, bảo vệ đàn vật nuôi sau mưa lũ. Đặc biệt, để chuẩn bị cho tái đàn, khôi phục sản xuất, đảm bảo nguồn cung dịp Tết Nguyên đán, Chi cục khuyến cáo người chăn nuôi cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng và tiêm phòng đầy đủ vaccine cho đàn vật nuôi theo đúng quy định. Tuyệt đối không tái đàn khi chưa đảm bảo môi trường và an toàn dịch bệnh. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, thống kê trên tuyến quốc lộ 3C, đoạn km 0, khu vực giao nhau với quốc lộ 3, thuộc địa phận xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, đến ngã ba Quán Vuông, xã Trung Hội và đoạn từ ngã ba xã Quy Kỳ đến Đèo So, thuộc địa bàn huyện Định Hóa, có 55 vị trí sạt lở với tổng khối lượng đất đá khoảng 31.000m khối. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, ngành giao thông vận tải đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan khắc phục tạm thời, đảm bảo thông xe trên tuyến. Hiện nay, đơn vị đã tổ chức 6 mũi thi công Vấn đấu sẽ hoàn thành xong trước ngày mùng 2 tháng 10 năm 2024. Dự kiến tổng nguồn kinh phí khắc phục sạt lở là trên 2,7 tỷ đồng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ để trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề trong quan hệ song phương, quốc tế và khu vực, đồng thời nhất trí phát triển quan hệ song phương ổn định, lành mạnh và bền vững. Mỹ nhiều lần tuyên bố không có ý định xung đột với Trung Quốc, do đó cần phải thiết lập sự hiểu biết hợp lý về Trung Quốc, tiến hành đối thoại với thái độ tôn trọng, thúc đẩy hợp tác trên tinh thần cùng có lợi, giải quyết bất đồng một cách thận trọng. Hai bên đánh giá kết quả của cuộc gặp là thẳng thắn, thực chất, đồng thời nhất trí duy trì kết nối trong các vấn đề điểm nóng quốc tế. Ngày 28 tháng 9, người đứng đầu cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Filippo Grandi, cho biết trên 50.000 người tại Liban đã chạy sang Syria trong bối cảnh gia tăng các cuộc không kích của Israel vào các vị trí của phong trào hồi giáo Hezbollah tại Liban, trên mạng xã hội X, ông Grandi nêu rõ con số trên bao gồm cả người dân Liban và Syria. Trong khi đó, giao tranh cũng buộc trên 200.000 người phải di tản bên trong Liban. Hiện tổng số người phải rời bỏ nhà cửa ở Liban hiện đã lên tới 211.319 người. Ngày 28 tháng 9, cảnh sát Nepal cho biết số người thiệt mạng do lũ lụt tại quốc gia này đã tăng lên 59 người lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 44 người mất tích. Nhà chức trách đã ghi nhận 200 sự cố liên quan lũ lụt và lở đất với 36 người bị thương. Con số này dự kiến sẽ còn tăng. Các sông quanh thủ đô Kamanzu đã vỡ bờ và gây ngập các ngôi nhà lân cận. Trong bối cảnh một số khu vực tại thủ đô ghi nhận lượng mưa lên tới 322,2mm trong một ngày, lực lượng cứu hộ đã sử dụng trực thăng và thuyền cao su để giải cứu những người mắc kẹt trên mái nhà. Phần lớn các khu vực ở miền Trung và miền Đông cũng ghi nhận lượng mưa từ 50 đến 200mm. Mực nước ở sông Kosi ở phía Đông Nam đã dâng lên vượt mức nguy hiểm và đang tiếp tục tăng. Chính phủ Nepal đã điều động trên 20.000 cảnh sát tham gia cứu hộ. Mới đây, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh thử nghiệm có thể thu hồi và tái sử dụng đầu tiên của nước này vào không gian. Tên lửa trường trinh 2D mang theo vệ tinh thực tiễn 19 được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh tử Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc vệ tinh thực tiễn 19 đã đạt được nhiều đột phá về công nghệ và được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể trình độ kỹ thuật, hiệu quả ứng dụng của các vệ tinh có thể thu hồi, đồng thời giảm chi phí vận hành. Các nhà nghiên cứu cũng sẽ sử dụng vệ tinh có thể tái sử dụng này để thực hiện các thí nghiệm không gian và thúc đẩy phát triển các công nghệ không gian mới, đóng góp vào các lĩnh vực như khoa học vi trọng lực và khoa học sự sống trong không gian. Khi nhà vi sinh vật học người Tây Ban Nha Pilar Bosch đang tìm chủ đề để nghiên cứu cho luận án tiến sĩ vào năm 2008, bà tình cờ đọc được một bài báo cho rằng vi khuẩn có thể được sử dụng trong việc phục chế tác phẩm nghệ thuật, do đó những ý tưởng độc đáo đã được ra đời. Bà Pilar Roy, mẹ của nhà vi sinh vật học người Tây Ban Nha Pilar Bosch, đang xoay sở trong việc phục chế những bức tranh thế kỷ 18 của họa sĩ Antonio Palomino tại nhà thờ Santos Juanes một trong những nhà thờ cổ nhất ở Valencia. Bà ấy đặc biệt khó khăn khi phải loại bỏ lớp keo còn sót lại trên các bức bích họa sau khi chúng được tách khỏi tường nhà thờ trong quá trình trùng tu vào những năm 1960. Mẹ tôi phải gặp một vấn đề rất khó giải quyết và tôi đã tìm thấy một bài báo về loại vi khuẩn được sử dụng để làm sạch các bức bích họa ở Ý. Sau khi tháo bức tranh này xuống, chúng tôi sẽ mang đến Đại học Bách Khoa để phục chế. Và hơn một thập kỷ sau, hai mẹ con bà đã cùng nhau hợp tác một dự án trị giá 4 triệu euro được tài trợ bởi các tổ chức địa phương để sử dụng một số kỹ thuật nhằm phục hồi các tác phẩm nghệ thuật ở Valencia. Nhà vi sinh vật học huấn luyện vi khuẩn bằng cách cho chúng ăn mẫu keo được làm từ collagen động vật. Sau đó, vi khuẩn tự nhiên sản xuất enzyme để phân hủy keo. Họ trộn vi khuẩn với gieo tảo tự nhiên và phết lên các bức tranh được gỡ khỏi tường vào những năm 1960, sau đó đóng đinh lại. Sau 3 giờ, vi khuẩn phân hủy keo, lớp gieo được loại bỏ, để lộ những bức tranh không dính keo. Tôi thực sự tự hào khi cùng với mẹ của mình tham gia vào dự án phục hồi các tác phẩm nghệ thuật. Phải mất nhiều năm, rất nhiều nghiên cứu và thử nghiệm, chúng tôi mới thành công. nhưng thành công đó rất đáng giá vì nhờ bức tranh của các nghệ sĩ nổi tiếng đã được phục hồi và bảo tồn. Bà Pilobosch cũng đã áp dụng việc sử dụng vi khuẩn vào các dự án phục hồi ở Pisa và Monte Casino ở Ý, cũng như ở Santiago de Compostela ở miền Bắc Tây Ban Nha. Hiện tại bà đang đào tạo các nhóm vi khuẩn khác nhau để xóa lớp sơn graffiti trên những bức tường.